Thầy chào tất cả các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy đại diện nhóm toán 6 thực hiện tiết ôn tập dành cho các em học sinh khối 6 để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 môn toán lớp 6. Chúng ta cùng vào phần nội dung. Thì phần nội dung của mình gồm có bài thứ nhất là tập hợp và tập hợp con. Bài thứ hai là thực hiện phép tính. Bài thứ ba là tìm ít. Bài thứ tư là hình học và bài thứ năm là bài toán thực tế. Chúng ta cùng vào bài thứ nhất. Bài thứ nhất, câu A. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 12 và không vượt quá 16 bằng hai cách. Câu B. Viết hai tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp A. Chúng ta cùng giải câu A. Thì để viết tập hợp A chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. Thì ở cách thứ nhất, theo yêu cầu bài toán, thầy viết được tập hợp A gồm các phần tử như sau: 13, 14, 15, 16. Cách 2, thầy viết được x thuộc tập hợp số tự nhiên sao cho x lớn hơn 12 và bé hơn hoặc bằng 16. Rồi chúng ta sang câu B. Viết hai tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp A. Thầy viết được tập hợp B và C gồm các phần tử là 13, 14, 15. Tập hợp C gồm các phần tử là 14, 15, 16. Thì ở đây ta thấy tập hợp B và tập hợp C có số phần tử là 3, bé hơn số phần tử của tập hợp A. Và phần tử của tập hợp B và C chính là phần tử của tập hợp A, nên tập hợp B và C chính là tập hợp con của tập hợp A. Chúng ta qua bài số 2. Bài số 2 thực hiện phép tính. Thì ở đây ta có 4 bài. Thì chúng ta cùng đi vào bài đầu tiên là bài A. 56 x 48 cộng cho 56 x 16 cộng 36 x cho 56. Thì ở đây các em quan sát thì ta thấy được thừa số 56 xuất hiện rất nhiều lần, và ta dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để ta đưa thừa số 56 làm thừa số chung. Bài giải như sau. Rồi ta đem thừa số 56 làm thừa số chung ra ngoài, thì ở đây trong ngoặc mình sẽ còn lại là 48 cộng 16 cộng 36. Rồi sau đó ta rút gọn trong ngoặc ra được 100. 56 nhân cho 100 thì kết quả là 5600. Ta tiếp theo sang bài B. Ở bài B là 4 lý thừa 15 chia 4 lý thừa 13 nhân 5 trừ cho 144 chia 3 lý thừa 2 cộng 2020 lý thừa 0. Thì ở đây thầy thực hiện giải như sau. Thì theo thứ tự thực hiện cái phép tính, thì ta đối với cái bài toán không có dấu ngoặc thì ta thực hiện tính lý thừa trước, sau đó nhân chia rồi tới cộng trừ. Thì ở đây thầy thực hiện tính 4 lý thừa 15 chia cho 4 lý thừa 13. Thì 4 lý thừa 15 chia 4 lý thừa 13 theo tính chất thì ta được là, ta trừ số mũ thì sẽ được là 4 lý thừa 2. Sau đó thầy tính tất cả các lý thừa thì 4 lý thừa 2 là 16, 3 lý thừa 2 là bằng 9 và 2020 lý thừa 0 là bằng 1. Thầy lưu ý ở đây tất cả các số lý thừa 0 đều bằng 1. Sau khi tính lý thừa xong, thầy tiếp tục tính tới nhân chia rồi tới cộng trừ, thì kết quả ta được là 65. Rồi chúng ta cùng sang bài C. Bài C ở đây tương tự như bài A, nhưng ở đây ta thấy nó có phép cộng và phép trừ, và số 39 ở phần cuối là chỉ có một đứng một mình. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý. Rồi chúng ta cùng giải bài C. 39 x 48 cộng 53 x 39 trừ 39. Thì ở đây thầy đưa 39 làm thừa số chung ra ngoài và thầy sử dụng tính chất phân phối phép nhân đến phép cộng. Tương tự ở đây thầy rút 39 ra ngoài thì ở trong sẽ còn lại là 48 cộng 53 trừ cho 1. Thầy lưu ý cho các em ở đây là 39 là 39 nhân 1 cái phần cuối cùng đó. Nên khi thầy đưa ra ngoài vẫn còn số 1 ở trong ngoặc. Thì 39 nhân cho 100 sẽ ra được kết quả là 3900.
ở câu D. 350 chia cho 560 trừ cho 450 cộng 2 lý thừa 3 nhân 5 trong ngoặc tròn, và ở đây mình thấy tất cả đi trong ngoặc vuông. Thì ở đây theo thứ tự thực hiện phép tính, các bài toán có dấu ngoặc thì ta thực hiện ngoặc tròn trước, sau đó tới ngoặc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn nếu có. Thì trong ngoặc tròn đây ta thực hiện trước, thì trong ngoặc tròn thì ta vẫn thực hiện cái thứ tự thực hiện y chang phần không có dấu ngoặc, là ta tính lũy thừa trước, sau đó tới nhân chia, sau đó tới cộng trừ. Thì ở đây thầy tính 2 lũy thừa 3 là bằng 8, 8 nhân 5 40, 40 cộng 450 ra là 490. Sau đó thầy lấy 560 trừ cho 490 ra là bằng 70. Và cuối cùng là lấy 350 chia 70, kết quả cuối cùng là 5. Rồi chúng ta đã thực hiện giải xong bài toán thứ hai, thực hiện phép tính. Tiếp theo ta sang bài số 3, tìm x. Ở đây bài thứ 3, câu A, 45 trừ 2 x bằng 23. Rồi chúng ta cùng giải bài đầu tiên. Ở bài đầu tiên, thầy xem 2x là một x lớn đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ hiệu, ta ra kết quả là 2x bằng 22. Sau đó ta tìm x bằng cách lấy tích chia cho thừa số đã biết, ra kết quả là 11. Tiếp theo ta sang bài B. 105 cộng 3 nhân cho x trừ 8 trong ngoặc bằng 216. Thì ở đây ta xem 3 nhân cho x trừ 8 đóng vai trò là x lớn. Muốn tìm số hàng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hàng đã biết. Rồi thầy lấy 216, thầy trừ cho 105, ra kết quả 111. Sau đó mình lại tiếp tục thực hiện tìm x trừ 8. Thì ở đây x trừ 8 đóng vai trò là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết là 111 chia cho 3, ra kết quả là 37. Tiếp theo ta lại tìm x bằng cách lấy 37 cộng 8, kết quả ra bằng 45. Rồi bài B ta đã giải xong. Tiếp theo qua bài C. Ở bài C, thầy có 3 nhân cho 2 lũy thừa x trừ 5 bằng 192. Thì ở đây các em cùng quan sát bài giải của thầy. Thì ở đây 2 lũy thừa x trừ 5 thầy xem là một cái x lớn đóng vai trò là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết ra bằng 64. Sau đó ở đây các em quan sát 2 lũy thừa x trừ 5 bằng 64, thì thầy sẽ đưa cái số 64 này về một số có lũy thừa, sao cho hai cái cơ số của hai vế trái và vế phải bằng nhau, đó là cơ số 2. Đó, thầy đưa 64 về lũy thừa là 2 lũy thừa 6. Thì lúc này 2 lũy thừa x trừ 5 bằng 2 lũy thừa 6, thì hai vế của bài này là có cơ số giống nhau. Thì khi cơ số giống nhau, thầy cho số mũ bằng nhau, lúc này thầy tính ra thì x sẽ bằng 11. Rồi thầy đã giải xong bài C. Tiếp theo chúng ta qua bài D. Ở bài D, 145 chia cho 2x cộng 3 trong ngoặc bằng 29. Bài này tương tự như bài A và bài B. Thầy giữ 2x cộng 3 đóng vai trò là số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương, ra kết quả bằng 5. 2x cộng 3 bằng 5, thì tìm 2x bằng 5 trừ 3, 2x bằng 2. Sau đó thầy tìm x bằng cách lấy 2 chia 2, kết quả cuối cùng là x bằng 1. Rồi vậy chúng ta đã giải xong bài số 3, tìm x. Nội dung tiếp theo ta qua phần bài số 4 là phần hình học. Ở bài số 4 này, đề bài yêu cầu ta như sau: vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời như sau, vẽ trên cùng một hình vẽ. Thứ nhất là lấy 3 điểm ABC không thẳng hàng. Thứ hai, yêu cầu thứ hai là vẽ tia BA đoạn thẳng AC đường thẳng BC. Yêu cầu thứ tư là vẽ tia BX là tia đối của tia BA. Và yêu cầu cuối cùng là vẽ tia AI cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa B và C.
Sau đó trả lời câu hỏi A và B. Câu A, hãy kể một cặp tia đối nhau có góc là M và một cặp tia trùng nhau có góc là B. Câu hỏi B là trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, hãy kể tên. Thì để vẽ, để làm được cái bài hình học này thì chúng ta phải nắm được cái khái niệm về ba điểm không thẳng hàng. Như thế nào là ba điểm không thẳng hàng, ba điểm thẳng hàng cách vẽ như thế nào, và chúng ta phải phân biệt được như thế nào được gọi là tia, đoạn thẳng và đường thẳng, và cách vẽ tia, đoạn thẳng, đường thẳng như thế nào. Rồi, ở đây có một cái mình cần quan trọng, đó là tia đối nữa. Thì các em chú ý cái phần tia đối, vẽ tia đối như thế nào và vẽ tia cắt đường thẳng. Giờ chúng ta cùng thực hiện bài số 4. Thì thầy đầu tiên, thầy sẽ thực hiện yêu cầu là theo đề bài là lấy 3 điểm ABC không thẳng hàng. Rồi, thầy lấy 3 điểm ABC bất kỳ không thẳng hàng. Rồi, yêu cầu tiếp theo là thầy vẽ tia BA. Tia BA xuất phát từ góc B, kéo dài vô hạn về phía điểm A. Rồi, tiếp theo là vẽ đoạn thẳng AC. Đoạn thẳng AC là đoạn thẳng bị giới hạn bởi hai điểm A và C. Rồi, thầy nói lại. Tiếp theo là đường thẳng BC. Đường thẳng BC là đường thẳng đi qua hai điểm B và C và không bị giới hạn bởi hai phía. Tiếp theo thầy vẽ tia BX là tia đối của tia BA. Thì tia BX là tia đối của tia BA, có nghĩa là chung góc B nhưng mà vẽ về phía ngược lại. Tia đối và tia đối BX và BA phải nằm trên cùng một đường thẳng. Rồi thầy vẽ tia BX. Và yêu cầu cuối cùng là thầy vẽ tia AI cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C. Thì để vẽ tia AI cắt đường thẳng, tia AI bắt nguồn từ điểm A và kéo dài vô hạn về một phía. Thì ở đây mình phải vẽ làm sao để cái tia AI mình nó cắt cái đường thẳng BC tại điểm M, và điểm M phải nằm giữa B và C. Rồi các em quan sát thầy vẽ. Ở đây thầy vẽ tia AI cắt đường thẳng BC tại điểm M, và mình quan sát cái điểm M này nó nằm giữa B và C. Rồi thầy sẽ đã thực hiện xong cái hình vẽ theo yêu cầu của bài toán. Tiếp theo chúng ta cùng trả lời cho câu hỏi A và B. Câu hỏi A, hãy kể tên một cặp tia đối nhau có góc là M. Rồi, một cặp tia đối nhau có góc là M. Rồi, thầy trả lời như sau. Một cặp tia đối nhau có góc M là MB và MC. Rồi, một cặp tia trùng nhau có góc là B. Một cặp tia trùng nhau có góc là B. Thì lúc này là tia BM và BC. Ở câu B, trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? Thì ở đây mình thấy ha, trên hình vẽ có 6 đoạn thẳng AC, AB, BC, AM, MB và MC. Vừa rồi thầy đã hoàn tất bài số 4 hình học. Tiếp theo ta qua bài số 5 là phần các bài toán thực tế. Ở đây thầy có một bài toán thực tế. Cửa hàng niêm yết vỡ là 8.500 đồng một quyển, bút là 6.000 đồng một cây, thước kẻ là 7.000 đồng một cây. Hỏi mua 6 quyển vở, 2 cây bút và 1 cây thước kẻ hết bao nhiêu tiền? Thì ở đây các em phải lưu ý câu hỏi là mình mua 6 quyển vở, 2 cây bút và 1 cây thước kẻ. Thì ở đây mình sẽ tìm từng yếu tố một. Số tiền mua 6 quyển vở là, thì ở đây 1 quyển vở là 8.500, thì 6 quyển vở là nhân 6, kết quả được là 51.000 đồng. Số tiền mua 2 cây bút là 6.000 nhân 2, được 12.000 đồng. Tổng số tiền mua 6 quyển vở, 2 cây bút và 1 cây thước kẻ, thì ở đây thầy cộng 51.000 cộng 12.000 và cộng 7.000, thì kết quả ra được là 70.000 đồng. Thì cái bài toán này là bài toán tính tiền rất là thông thường, các em rất là dễ gặp ở ngoài đời.
Ở bài toán này thầy lưu ý, nếu như đề bài người ta có thể ta hỏi mình là người ta có thể cho mình sẵn một số tiền nào đó và người ta hỏi mình xem coi là với số tiền đó mình có đủ mua 6 quyển vở, 2 cây bút và 1 cái thước kẻ hay không, thì lúc đó mình sẽ so sánh cái số tiền, tổng số tiền mà mua 6 quyển vở, 2 cây bút và 1 cái thước kẻ với lại cái số tiền đề bài cho sẵn, và lúc này mình sẽ nhận xét được số tiền đó có đủ để mua hay không. Vừa rồi thầy đã ôn tập cho các em tất cả các nội dung về kỳ kiểm tra đánh giá sắp tới giữa học kỳ 1 của chương trình toán lớp 6. Thầy mong các em về ôn tập thật kỹ để đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Thầy cảm ơn các em. Thầy chào các em.